Điện tử Hoàng Nguyễn xin được kính chào toàn thể các bác yêu âm nhạc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2019. Bên cửa hàng mình tiếp tục cập nhật được một đôi loa của hãng Onkyo có model là Scepter 1001. Cái dòng Onkyo này thì nó rất là khủng nhá. Bởi vì cái thùng của nó rất là nặng. À, cái đôi Onkyo 1001 này được sản xuất vào năm 1993. Tức là đời ra sau của cái dòng Onkyo đấy nhá. Mình xin nói qua về thông số. Công suất của con này là 200W, 250W, có độ nhạy là 89 dB và có chiều rộng là 39, chiều cao là 70 và chiều sâu là 42 và cân nặng là 49,5kg một chiếc. Có nghĩa là cả đôi của nó là gần một tạ đấy ạ, chiếc sắt một tạ, rất là nặng. Thùng thì rất là đẹp nhé. Được sử dụng 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 28cm, một loa trung đôm rất là lớn và một loa chắc đôm. Cái dòng này thì nó có thông hơi ở đây. Và mình đã tháo sẵn nội thất của chiếc Onkyo này đây. Cái loa bát của nó rất là khủng. Nó có thêm một cái quả chì để chống nhiễu từ của nam châm này. Rất là khủng ở đây. Nội thất đây, phân tần bên trong tối quá chẳng nhìn đến gì cả. Hai mảng phân tần rất là lớn và được thiết kế thùng gỗ rất là dày và nặng. Tất cả các tuyến loa đều đẹp và zin nhé. Các bạn yêu thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996. Địa chỉ nhà mình ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Cái đôi này nhà mình đang bán với giá là 20.500.000 đồng. Bác ưng thì có thể liên hệ đặt hàng. Mình sẽ quay đằng sau. Đây, cái thùng. Thùng đằng sau. Đây. Scepter 1001. Công suất max chịu đựng tối đa là 250W. Công suất đầu vào là 100W và chờ tháng là 4 ohm. Make in Japan, hàng rất là đẹp. Cái đôi này thì ngày trước mình có bản test rồi, các bác có thể kéo xuống video xuống để xem bản test. Đẹp, các tuyến loa đều đẹp. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn nhiều, rất là nhiều những cái sản phẩm từ tầm trung. Các bạn yêu mẫu nào thì có thể liên hệ đặt hàng hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng ở chợ Sắt Hải Phòng để xem. Mình xin dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.